Vừa qua tại Hà Nội, đội quản lý thị trường số 1 đã cùng thành viên tổ công tác 368, tổ công tác về thương mại điện tử Tổng cục quản lý thị trường, đội quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh trong khuôn viên cảng ICD Mỹ Đình, số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một cơ sở kinh doanh nằm ẩn trong khu vực cảng ICD Mỹ Đình, là cảng chuyên dụng nơi đặt trụ sở của cơ quan hải quan để thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa Thông quan cho các hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu bằng đường hàng không. Việc kinh doanh trong khuôn viên khu vực cảng của cơ sở này rất khó bị phát hiện vì thường bị lẫn đối với hoạt động thông quan của lực lượng hải quan. Cơ sở kinh doanh này thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hà Nội có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, người đứng đầu chi nhánh mang quốc tịch Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng hàng hóa rất lớn được đóng gói trong các thùng cát tông, bao tải, túi ni lông. Bên ngoài có dán các thông tin về chủ hàng đang tập kết tại cơ sở dịch vụ biêu chính Thuận Phong để chuẩn bị chuyển phát. Qua kiểm đếm đã phát hiện các mặt hàng gồm chăn ga các loại mang nhãn hiệu Zara Home, quần áo Adidas, ấm đun nước điện, mặt nạ đắp mặt, táo sấy khô đóng hộp, đồ gia dụng các loại, sản phẩm tiết kiệm điện, loại thiết bị đã được cơ quan truyền thông và cơ quan chuyên môn cảnh báo là lừa dối người tiêu dùng. Tổng số hàng hóa là trên 100.000 sản phẩm và hơn 20 bao hàng hóa đang được tiếp tục kiểm đếm. Toàn bộ số hàng trên, doanh nghiệp chỉ cung cấp được một hóa đơn giá trị gia tăng, kèm tờ khai hải quan về 340 máy tập bụng Toshiko, không xuất trình được hóa đơn chứng từ gì khác. Toàn bộ lô hàng trên tiếp tục được kiểm đếm, phân loại và tạm giữ để xử lý xác minh, làm rõ chủ hàng cụ thể của từng lô hàng lậu. Hàng có dấu hiệu giả xuất xứ cũng như các hàng hóa không đúng với bản chất, công dụng của hàng hóa, lừa dối người tiêu dùng và các vi phạm khác. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đại diện pháp lý của các nhãn hàng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Zara, Adidas để xác nhận hàng thật, hàng giả đối với các hàng hóa có liên quan. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, việc sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử kết hợp với dịch vụ vận chuyển, chuyển phát biêu chính để đưa các loại hàng hóa ra lưu thông trên thị trường đang tỏ ra rất hữu hiệu, hiệu, chiếm nhiều lợi thế, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh thương mại điện tử trên các website hoặc bán hàng online trên các mạng xã hội loại hình này giúp tiết kiệm nhiều chi phí thời gian đi lại tính cơ động cao trong hoạt động mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh cũng như người tiêu dùng nhưng nó cũng nảy sinh rất nhiều tiêu cực hạn chế bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển tiêu thụ hàng lậu hàng giả hàng cấm và các mặt hàng vi phạm quy định của pháp luật trước đây các mặt hàng là hàng lậu hàng giả hàng cấm và các mặt hàng vi phạm quy định của pháp luật thường được tập kết từ các kho sau đó xé lẻ đến các cơ sở kinh doanh từ đó mới bán cho người tiêu dùng nhưng hiện nay hoạt động của các cơ sở này đang chuyển hướng theo hình thức hàng hóa sẽ được tập kết tại các tổng kho các kho hàng lớn sau đó thông qua các hoạt động của các tổ chức cá nhân hoạt động thương mại điện tử hàng hóa sẽ được xé lẻ ngay tại các kho tổng kho rồi thông qua dịch vụ vận chuyển chuyển phát của các đơn vị dịch vụ biêu chính chuyển đến tận tay người tiêu dùng